Cô chào các em. Trong tiết tiếng Việt hôm nay, cô sẽ cùng với các em tiếp tục học chữ điểm mỗi người một vẽ. Bài Cô gió tiết 3. Qua hoạt động mở rộng vốn từ về bạn bè, tiếp theo, bộ sách Chân trời sáng tạo trang 39. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu bài 3. Cô mời các em quan sát lên màn hình và cho cô biết bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì. À, bài 3 yêu cầu chúng ta chọn tiếng ở bông hoa, ghép được với tiếng ở cành lá để tạo thành từ ngữ. Quan sát bài tập này, cô thấy các tiếng ở bông hoa gồm có tiếng siêng, tiếng thông, tiếng hiền và tiếng dũng. Các tiếng ở cành lá gồm có tiếng năng, tiếng lành, tiếng cảm và tiếng minh. Bây giờ, cô sẽ cùng với các em ghép các tiếng ở bông hoa với các tiếng ở cành lá để tạo thành từ. Các em cùng theo dõi nhé. Ở đây cô có bài mẫu. Cô ghép tiếng siêng ở bông hoa với tiếng năng ở cành lá. Cô được từ siêng năng. Tương tự như vậy, các em sẽ tiếp tục chọn tiếng ở bông hoa, ghép với tiếng ở cành lá để tạo thành từ. Các em cùng thực hiện nào. Các em đã làm xong chưa? À, bây giờ cô và các em cùng sửa bài. Đầu tiên, cô có tiếng thông ở bông hoa. Cô ghép với tiếng minh ở cành lá. Cô được từ thông minh. Tiếp tục, cô ghép tiếng hiền ở bông hoa với tiếng lành ở cành lá. Cô được từ hiền lành. Cuối cùng, cô ghép tiếng dũng ở bông hoa với tiếng cảm ở cành lá. Cô được từ dũng cảm. Như vậy, cô vừa cùng với các em ghép được 4 từ, gồm các từ là siêng năng, hiền lành, dũng cảm và thông minh. Cô giới thiệu với các em, cả 4 từ này đều là từ chỉ đặc điểm, phẩm chất đáng quý trọng của con người, của bạn bè. Bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nghĩa của các từ này nhé. Đầu tiên, em hiểu thế nào là siêng năng? À, siêng năng là từ chỉ tính nết của con người, biểu hiện sự cần cù, miệt mài, tự giác trong học tập cũng như trong lao động. Tiếp theo, em hiểu thế nào là hiền lành? À, hiền lành là đặc điểm của người vừa hiền vừa tốt bụng. Thế còn dũng cảm? Em hiểu thế nào là dũng cảm? À, dũng cảm là tinh thần sẵn sàng hành động, dám đương đầu cứu người khác, thoát khỏi sự nguy hiểm. Ngoài ra, sẵn sàng nhận lỗi về mình cũng là một hành động dũng cảm đó các em à. Với từ thông minh, em hiểu thế nào là thông minh? À, thông minh là phẩm chất của một người có trí tuệ vượt trội hơn người khác. Vậy là cô vừa cùng với các em hoàn thành bài tập 3. Bây giờ cô và các em sẽ qua phần bài tập tiếp theo nhé. Quan sát bài tập 4, các em cho cô biết bài tập 4 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập 4 yêu cầu chúng ta đặt 1 đến 2 câu có từ ngữ ghép được ở bài tập 3. Và đây là các từ mà các em vừa tìm được ở bài tập 3, đó là các từ siêng năng, từ hiền lành, từ dũng cảm và từ thông minh. Như cô đã nói ở trên, vì đây là các từ chỉ phẩm chất của người, của bạn bè, nên để thực hiện được bài tập này, các em chỉ cần chọn tên của một người hoặc tên của một bạn trong lớp ghép với một từ vừa tìm được ở bài tập 3 thì các em sẽ được một câu trọn ý rồi đó. Cô ví dụ, cô chọn tên bạn Mai, cô ghép với từ thông minh, cô được câu bạn Mai thông minh, hoặc bạn Mai rất thông minh, hoặc bạn Mai thông minh quá,
đều được các em nhé. Tương tự như vậy, cô đặt câu thứ hai, cô chọn từ siêng năng. Cô có câu, bạn nam siêng năng làm việc. Bây giờ, các em hãy dựa vào bài mẫu của cô, đặt câu vào vở nhé. Các em lưu ý, khi viết câu vào vở, cần viết hoa chữ cái ở đầu câu và đặt dấu chấm cuối mỗi câu. Các em nhớ chưa nào? Tiết học đến đây là hết. Các em cố gắng hoàn thành bài làm của mình vào vở nhé. Cô chúc các em chăm ngoan và học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.